Xin chào tất cả các bạn, mình là Phúc Bùi đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Sky007, nhà phân phối chính thức của BA và Elite tại Việt Nam. Tiếp nối video trước, video mà mình đã review về sản phẩm cushion mới của nhà BA có tên là BA Lux Cushion, thì trong video ngày hôm nay mình sẽ review về dòng dưỡng môi mới của nhà BA có tên là BA Lip Oil Balm. Tuy là ra mắt sản phẩm mới liên tục nhưng mình cảm thấy BA đã lựa chọn thời điểm ra mắt sản phẩm rất chính xác. Và lý do vì sao mình nói là chính xác thì các bạn hãy theo dõi hết video để biết nha. Mùa hè trời khô lại còn đổ mưa thì hiện tại thời tiết đang trong tình trạng rất là phiền toái và khó chịu. Đối với các bạn có cơ địa da nhạy cảm thì trong mùa này da dẻ sẽ rất là khô khan. Và nơi có thể thấy rõ nhất tác nhân của thời tiết ảnh hưởng đến cơ thể ngoại trừ da mặt thì đó chính là da môi. Và bạn nào không có thói quen uống nhiều nước giống như mình á thì môi sẽ rất là khô nè, lộ rõ rãnh môi, bong tróc nứt nẻ trông rất là mất thẩm mỹ. Và đó cũng chính là lý do vì sao mà mình nói là BA đã lựa chọn thời điểm ra mắt dòng lip balm này rất là chính xác. Bây giờ tụi mình cùng quan sát cận cảnh packaging của em nó nha. Sản phẩm được đặt trong hộp nhựa trong suốt, có in hướng dẫn sử dụng, nơi sản xuất, mã code, đặc biệt có tặng kèm thêm muỗng để chúng ta có thể lấy sản phẩm một cách dễ dàng và vệ sinh hơn. Chất balm đặc như khi apply lên môi sẽ tan ra, để lại lớp dưỡng hơi bóng. Tuy nhiên, để so sánh với dòng lip oil trước thì em này sẽ ít bóng hơn một chút nha. Sau khi dùng lip balm để dưỡng môi, mình sẽ chờ một vài phút cho lớp balm thấm đều. Sau đó, Phúc sẽ dùng khăn giấy để bặm nhẹ, lấy đi lớp dưỡng thừa trên môi và dùng son màu lên. Đúc kết lại thì Phúc cảm thấy em BA Lip Oil Balm này là một sản phẩm dưỡng cực kỳ tốt, có thể dùng cho cả ban ngày và ban đêm. Nếu các bạn dùng ban ngày, chúng ta hãy dùng một lớp mỏng để làm lớp lót trước khi đánh son. Hoặc bạn nào thích có một đôi môi căng mọng, chúng ta hãy dùng nó để làm top sau khi đánh son màu nha. Và nếu các bạn sử dụng vào ban đêm, chúng ta hãy dùng một lớp dày hơn để có thể thay thế cho mặt nạ môi, đảm bảo sáng hôm sau các bạn sẽ thấy rõ sự khác biệt luôn đó. Thật là một sản phẩm đa năng phải không nè? Video này là hết rồi, các bạn nhớ like, share và subscribe cho channel của Sky007 để đón xem những video mới nhất nha. Còn bây giờ thì xin chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye!